À, bây giờ đang chuẩn bị mấy anh em đang chuẩn bị nhận quà với lì xì cô chú anh chị. Chị Hồng ở quận 8 dạ. Tặng cho em một cái phần quà và một cái bao lì xì ha. Dạ. Em có thể là kiểm tra để ngoài có lộn thì anh còn bù vô nha. Dạ. Nhưng mà sau cái này mà em mở là nó bù luôn. Trời ơi. Hai tờ luôn. Dạ thì 15 mét nhận được lì xì từ chị Hồng thì 15 mét chân thành cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Chúc cho chị Hồng năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn thì phát tài phát lộc. Và 15 mét thì cũng cảm ơn anh Diêm Minh rất là nhiều luôn. Làm còn nói không có gì anh em mình. Thì đây là một trong những cái món quà rất là ý nghĩa. Mãi là anh em. Dạ. Rồi, mà nhớ zoom lên nha anh, zoom lên hạnh phúc nha. Zoom chưa nè anh đi. Rồi. Rồi. Phần tiếp theo là anh Niêu thì đang nghe điện thoại với cô chú anh chị, cho nên là thôi già, Bùi Hải đi. Bùi Hải có luôn hả? Đây. À, đây là món quà của là chị Hồng và cái đệm thùng lum nè. Có gì điện đem đây nữa. Chị Hồng ở là quận 8. Hôm trước cũng có gửi cho em đó. Thì chị giờ chuyến này gửi là lần thứ hai ha. Cho em một cái phần quà để lời vui sự đón Tết. Chúc em mới vui vẻ cùng gia đình nha. Và nhận cái phong bì của chị Hồng ha. Dạ, em cũng cảm ơn chị Hồng nha. Đã tặng cho em phần quà với một cái bì xì. Và năm cũ sẽ gặp mời chị Hồng là nó có là quay chụp hình bạn sự như ý con đây nó cây nước trắng chị biết chị có biết phóng không phóng lại nó gần gần lại đó chị lớp dễ gần nha rồi con coi mình đi nha rồi ơi mặn mặn quá ơi mặn đó uống nước không uống không cho ly nước chú cho dạ em cũng cảm ơn chị Hồng rất nhiều nha chị đó cậu Niêu vô đi. Niêu đi. Chú Niêu đi. Hồi nãy nghe điện thoại. Thôi để đây. Đây là cho Bùi Hải ly nước rồi mấy ông cô chú ơi. 8. Đó, gửi tặng cho anh em mình. Cảm ơn chị Hồng nha. Ngày qua lại em quy dung dâm là 50. Chứ lại đồ nữa là một bự gửi về đâu chứ. Gửi rồi hả? Chiều thì gì đó nữa. Để chung với hai trái dưa hấu hồi nãy đi. Với một cái bao lì xì gửi tặng anh. Anh Niêu cảm ơn đến chị Hồng nha. Năm mới chúc chị Hồng dạng sự như ý nha. Rồi cậu á. Gửi tiền lên đi. Bây giờ mình sẽ thu ra cho cậu tụi xem nha. Tiền gửi xe nhiều hơn tiền quà hả? À, đúng rồi, 80 ngàn, trang nghiệm 80 ngàn á. Hai tờ nha. Rồi cậu quay lại chị nè. Rồi. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều nha, cảm ơn Duy Minh luôn nha. Áo vàng có vô chưa, nắm máy chưa? Em nhận rồi. Chưa, để cho em nghe. Nó nói là vui vẻ. Xung bày bên gia đình của mình. Thông tin từ anh Niêu là đầu giờ chiều anh ý, từ anh Duy Minh là đầu giờ chiều là phát quà của chị Hồng Ngọc nha. Đây nè hả? 13 giờ chiều là phát quà của chị Hồng Ngọc. Mắc lượt rồi. Đây, cái giọng túi luôn. À, đây là phần quà của chị Hồng. Lên cái cho đẹp trai coi. Một cái bao con trai ra tay. Anh cũng đeo con trai vậy. Quận 8 gửi cho anh một cái phần quà, chúc anh là năm mới nhiều sức khỏe, cố gắng chăm hộ chú nha. Và có gửi bao một bao lì xì gửi tặng anh. Em cảm ơn anh rất nhiều nha. Họ nói đừng khóc gì trời. Tao là mới được nhiều sức khỏe, nhân sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn luôn cũng vàng. Ồ dữ. Tấn là tấn tài tấn lộc tấn bình an tấn luôn mới cũng vàng. Cảm ơn chú Minh nha. Chú Minh năm mới được nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn nha. Rồi có kiểm tra không? Kiểm tra đi, cho đi coi mới công lên. Bộ vô nha. Khát nước rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Đó, anh nấu vàng luôn đi. Đây. Anh nấu vàng là 3 tờ đó. Vàng 8 tờ lá anh có lọc nữa mà. Lá anh bạn anh thấy mày luôn. Rồi rồi. Rồi nhân qua đó luôn. Có chị tên. Có chị tên. Có chị tên nữa. Rồi. Cái nào chị tên. Ông muốn chị tên mà biết cái này cái bụng con. Bây giờ cũng một bạn có cậu. Hả? Cô bạn cũng vậy. Chú cúng sao mình cũng uống thôi. Chị tên mà. Nghe cái món khoái cậu. Này đậm đỏ kia chị tên. Chị tên. Chị tên. Rồi vậy đúng hả? Đây chị Hồng cũng gửi cho anh Phương nha. Em cảm ơn chị Hồng rất nhiều, em chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe. Thôi vậy được, khỏi zoom. Làm ăn bự rồi, 100 là được rồi. Em xin thôi cái. 1 2 3 4 dũng nặng. Không được, không được, rút ra, rút ra. Quá. Đúng rồi. Em đem đi nước. Rất nhiều. Mấy điểm. Ôi. Làm lão quá. Ôi, đem.
Ok đó, tao cho mày lên cái tóc luôn. Cho lên cái tóc luôn. Thôi đi. Thiện tiên. Lên tóc tiên. Thêm. Lấy về các đoàn có người Phương cho cái tóc. Ôi ôi, chị Hồng cũng gửi cho em ha, phần quà. À, em và có gửi một cái phong bì luôn. À, để chúc tới em ha, năm mới nhiều sức khỏe nha. Gia đình gia đạo được ấm no hạnh phúc nha. Mấy tờ? Họ chuẩn dính nó trong á chị ơi. Không, em có một là nhiều điểm, nhiều điểm, nhiều điểm chạy, nhiều điểm chạy. Hồng ở quận 8 rất là nhiều. Chạy chạy cái món quà, nhiều điểm, nhiều điểm. Cái bao mì xì ha, chúc chị năm mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi. Mấy điểm? Mấy điểm? Rồi cảm ơn em, thay mặt chị cảm ơn em nha. Rồi tới đây tới chị Bích. Rồi chị Bích đâu? À, thì Hồng ở quận 8 cũng gửi cho chị một phần quà với một bao lì xì luôn nha. Chị gửi lời cảm ơn chị Hồng ở quận 8. Đây bên đây nè, bên đây nè. Phát tài phát lộc. Đúng rồi, chúc chị gia đình hạnh phúc. Mà món anh Niêu mà có phát quà anh Niêu cũng vô điểm này nha. Câu nào cho hay hay coi chị. Công thị, công thị. Sợ dài quá. Dài quá hả? Dài quá thì vô dài có tiền. Chúc là được. Đâu đâu chị chúc thử câu cho hay coi. Giờ cũng như là em nhận quà của chị, em chúc chị bằng tinh thần ý nghĩa. Đầu năm em tặng chị tim vàng, làm ăn tiên tiến tiền ngàn bạc muôn. Gia đình hạnh phúc vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Trời ơi, trời ơi, quá hay lắm trời ơi. Khui ra, khui ra, đó, khui ra chạy. Khui ra cho, mình công khai mà, 10 điểm. Khui ra. 10 điểm. 10 điểm. Này nhiêu chạy? 500k. 500k. Nhiều bà con của bác ơi, nước ngoài hỏi 500k không biết nhiều luôn đó. 500k đó, quý vị chú chạy. Ở trên mà TikTok là 500k đó. Anh Long, anh Long, 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 Long. Long Long rồi. Long chơi lớn mà. Không ai chành nữa đó. Không có chơi, không chơi màu này. Trời ơi, nông lửa quá. Trời ơi, nông lửa. Anh cũng đẻ rồi. Đây, Hồng gửi cho em nha. Anh lửa, anh lửa. Chúc em năm mới nhiều sức khỏe nha. Cô Hồng hả? Ờ, em cô kêu mình cô cũng được. Dạ, con cảm ơn cô Hồng đã gửi cho anh Minh, cho lì xì cho chú Tiểu. Đừng ngày lại cho anh Long. Kiểm tra coi. 5 điểm, 5 điểm. Anh Long 5 điểm. Đúng rồi, 5 điểm. Rồi cảm ơn em, thay mặt chị cảm ơn em nha. Chúc em chúc mừng anh Minh nha. Rồi. Ơ chị Ngân nè. Chị Ngân. Chị Hải vô chưa? Đây. Chị Hải vô chưa? Rồi. Hải tới 10 điểm đang. Đây chị Hồng cũng gửi cho chị với một bao lì xì ha, chúc chị năm mới chị là sức khỏe gia đình gia đạo được ấm no nha chị. Em cũng cảm ơn chị Hồng, chúc chị dạ, con chào bà. Sức khỏe vạn sự như ý. Ở bên đây có nha các bạn. Tài. Mấy điểm vậy? Mình 5 điểm đó. Em cặp đi lên vô. Bữa nay thông vô quá. Chị Hương luôn nè. Bữa nay thông của anh vô quá vô. Đúng rồi. Hương nào cũng được. Hương nào cũng được. Chị Hương nhiều pháp luôn. Đây, mấy triệu hả? Mà giờ sáng giờ chịu mảnh dây luôn. Ờ chê. Lòng mảnh dây hết. Chị ít. Ở quận 8. Em chị năm mới được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Mời nhiêu nhiêu. Em đã nhận được phần quà của chị với bao lì xì. Rung dưới vậy. Rồi 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 vậy, cảm ơn vậy. Rồi. Có lấy không? Lấy ra coi cho mọi người coi. 5 điểm mà. 500k. 500k luôn ha. Rồi tới chị Hương Đồng Nai nè. Ờ ơi, sáng giờ làm nhiều bánh nữa, nhà bánh nữa. Bánh nữa. Anh nấu gì là điểm tin. Hôm nay với một cái phong bì. Em cũng cảm ơn chị Hồng ở quận 8, em có nhận một cái bao lì xì với cái giỏ quà từ Duy Minh. Em cảm ơn chị, em chúc gia đình của chị thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Em để này xuống em vui nè. Đúng rồi, vui ra. Đúng đó. Đây, dạ. Cảm ơn chị nhiều, chị cảm ơn chị Minh nha. Rồi, cảm ơn tới chị Hoa nha. Chị Hoa là hôm qua là chị bổ sung thêm. Chị bổ sung đó, gửi cho chị Hoa với. Thấy chị cũng tội nghiệp. Thôi gửi cho chị Hoa một cái anh Trâm Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gọi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Đều lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.
quên lấy giỏ quà nữa.